Xin chào quý vị đào hữu đến với Tiểu Điều Tinh Phòng Thái Sơ Giới Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trạch Nhật Phi Thẳng tác giả Trạch Chư Trường 182 Đào của Thiên Ý Thân Thể Ngàn Kiếp Chương vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio đều ngộ tại hạ gỡ ứng im lặng nhìn theo hướng ông lão đang nhìn Ở nơi đó có từng ngọn đuốc tinh khí thần tiêu đốt có lẽ là những cường giả võ đạo khác trước khi qua đời đã tới gói âm, dùng thi thể của mình để phát ra sức nóng. Nhưng nếu không có ánh sáng, thế thì trở thành ánh sáng. Gợi ứng thầm nhủ trong lòng. Cho dù đã chết, cũng phải thắp sáng thế giới. Đây là sự dụng mãnh của võ đạo, là tinh thần của võ đạo ư. Hắn ngồi xuống người bên cạnh ông lão, lặng lặng cảm nhận tinh thần vũ dũng này. Một lúc lâu sau, khi huyết của hứa ứng dâng trào, tinh thần hợp nhất hóa thành lực lượng cuồn cuộn ập tới vòng gấn thiên đạo trải rộng khắp tòa huyền quang. Tòa huyền quan thép đen kia phủ kín phù văn thiên đạo lúc này dồn dập tỏa sáng. Cùng lúc đó, trong chiến trường thái cổ, một bức tượng đá đột nhiên quay đầu lại nhìn theo hướng ưa ứng. Hứa ứng, đợi được ngươi rồi. Trong những phù văn này có phù văn thiên ý. Ngay khoảnh khắc ưa ứng chạm vào phù văn thiên đạo ở trên huyền quan, tượng đá thiên ý đã cảm ứng được. Gã vẫn luôn lặng lặng ở phù cận, đợi hứa ứng ra khỏi võ đạo bỉ ngạn không ngờ hứa ứng lại ở trong bỉ ngạn kia tới hai tháng trong thời gian đó tượng đá thiên ý cũng không nhản rỗi gã cũng muốn biết vì sao cõi âm xâm lấn một thái sở thế giới nghèo đàn như vậy vì vậy thiên ý đi thăm dò chiến trường cổ xưa này gã là hình chiếu của thiên thần bản thân cũng cực kỳ cường đại nhưng người trong chiến trường cổ này cũng liên tiếp gặp nạn suy chuột nữa đã không thể sống sót ra ngoài gã phát hiện có rất nhiều thứ khiến gã phải khiếp sợ có những thứ vượt ngoài nhận thức của hắn, khiến gã cũng cảm thấy không rét mà run cứ bắt trước hứa ứng tới thầm dò huyền bí ở nơi này hứa ứng đứng ở ngay bên cạnh vị cường giả võ đạo sừng sững bất động thi triển những tuyệt học mà mình lĩnh ngộ được trong khoảng thời gian ngày hắn thi triển một chiêu một thức thì lực lượng do tinh khí thần trong cơ thể tạo thành cũng thi triển biến hóa tương tự tấn công phù văn thiên đạo phong ấn huyền quan hứa ứng tập trung toàn ý phá giải phù văn thậm chí càng ngày càng mạnh khi huyết trong cơ thể cũng càng lúc càng cường đại thời gian từ từ trôi qua hồn phách cũng bị điều động hồn phách và thân thể hợp nhất tinh khí hợp nhất từng phù văn thiên đạo bị hắn dung chuyển lúc sáng lúc tối hưởng ứng có thể đọc hiểu được những phù văn thiên đạo hắn cũng biết mỗi một vị trí sai lầm trong phù văn thiên đạo nhưng tù vi của hắn bị hạn chế trong thải khí kỳ cho dù kiến thức của hắn cao thầm tới đầu cũng không có sức phá giải tốc độ công kích của hữu ứng càng lúc càng nhanh lực công kích càng ngút càng mãnh liệt đột nhiên hắn thở một hơi hét một tràng dài thi triển châu đầu tiên trong chiến thần bát pháp phiên thiên pháp châu này là quyền đấn tâm ý của hắn cố thủ thái nhất ra thịt kéo căng lục phủ ngũ tạng xương cốt huyết nhục lực lượng đồng thời bộc phát nương theo quyền đấn thi triển tiên khí như tuyên cổ bất hoại từ trên cửu thiên đập xuống lật tung bầu trời hủy diệt tất cả trong cơ thể của hơ ứng tinh khí thần huyết hôn thể lực lượng hợp lại thành một hóa thành phiên thiên pháp xung kích huyền quan dưới ấn pháp này phù văn thiên đạo vừa rồi còn không thể nào công phá thì lập tức bị phá hủy mất một cái chùa pháp của hơ ứng thay đổi thi triển thức thứ hai của chiến thần bát pháp phúc địa pháp hai chân của hắn ngồi sủng xuống đất hai bắp đùi giống như hai nộ long khởi thông tới hoàng tuyền cầm dễ dưới lòng đất trên đùi từng sợi cơ bắp thô to nổi lên giống như từng con rau lông leo lên người của nộ long tăng cường sức mạnh cho nộ long mà đất tàn vỡ rụp xuống chỉ trong khoảnh khắc đã bị hắn dẫm tới mức phương viên vải mẫu lõm xuống dưới nhưng thế công chân chính của phúc địa pháp không nằm ở hai chân mà là tay phải vùng từ dưới lên trên lực lượng ở dưới chân mạnh mẽ bao nhiêu thì truyền tới trong lòng bàn tay mạnh mẽ bấy nhiêu hứa ứng xuất trưởng đánh giá bầu trời cũng dâu chuyển dữ dội không khí bị phá nát vang lên tiếng đồ ầm ầm sấm sét lan tỏa hóa tìm một bàn tay đè ép sấm sét vỗ thẳng về phía trước cùng lúc đó phía trước huyền quan tình khi thần huyết hồn thể xấu lực lượng hợp nhất hóa thành phúc địa pháp công kích những phủ văn vỡ nát ở trong huyền quan trong người hứa ứng vang lên tiếng giống giống như của ngàn vạn con trâu tiếng giống càng ngày càng vang dội trên người thiếu niên đồi đầy gân xanh khắp nơi thời khắc này lực lượng đã được tăng cường tới cực hạn hứa ứng lật là tay làm ấn cứ như biển cả treo ngược ở trên trời dốc toàn bộ lực lượng của biển cả hóa thành trường lực đè xuống dưới trường ấn của hắn mặt đất ầm ầm đổ tung vô số đá vụn và xương cốt bị trường lực của hắn nghiền nát thành bột phấn cho dù là mảnh vỡ pháp bảo từ đại thái cổ cũng bị trường lực của hắn nhấm chìm bị đánh sâu xuống lòng đất chiến thần bát pháp đệ tam pháp đào hải pháp hứa ứng thi triển đệ tứ pháp của chiến thần bát pháp tràng sơn pháp uy lực thế như cộng công và vào bất chu sơn tứ duy phế cửu trầu nát chiến thần bát pháp đệ ngũ pháp đạo chủy pháp gợi ứng thi triển tựa như thiên thần huy hoàng thần quang lấp lánh dùng đạo làm chủy đánh xuống chúng sinh đệ lục pháp tiền dẫn pháp thân thể giống như ngân hà sừng sững ở chính giữa kẻ địch như những ngôi sao nhỏ bị sao lớn bắt được nghiền nát đệ thật pháp chu thần pháp gợi ứng thi triển trước này trong cơ thể vang lên từng tiếng võ đạo đạo âm gần cốt cũng vang vọng như sấm động dầu dĩ không ngừng trên huyền quan vĩ lưu của hắn phù văn thiên thần đã tàn vỡ gần nửa đại đa số phù văn thiên đạo đã bị phá vỡ đều là sai tuy có lực lượng thiên đạo nhưng có khe hở là có thể phá giải phù văn thiên đạo còn lại có lẽ là phù văn chính xác muốn phá giải sẽ rất khó khăn nhưng ngày lúc hắn thi triển đệ bát pháp quy đạo pháp quyền này đánh ra thiên địa cộng hưởng đại đạo ngâm vang trong chiến trường thái cổ cả khi âm tả u ám của âm đình hay chiến lý sát ý bất khuất và khí tử vong uổng mạnh của những tồn tại chiến tử ở đây hay oán khí giữa thiên địa tất cả đều bị nắm trong tay của hắn điều động hóa thành lực lượng ẩn chứa trong quyền này lực lượng đó bộc phát hứa ứng giống như thần vương ở trên chín tầng trời tất cả đạo pháp đều quy thuận ở dưới tay tuần thông mệnh lệnh cùng lúc đó những phù văn thiên đạo đã bị hắn phá vỡ cũng bị điều động hóa thành lực lượng của hắn thậm chí cả những phủ văn thiên đạo chưa bị phá vỡ cũng bị hắn điều động đôi chút đây chính là quy đạo pháp trong chiến thần bát pháp quyền này của hắn đánh ra tuy trong cơ thể cũng vang lên từng tiếng đổ của đạo pháp cuối cùng tạo thành một tiếng vang kính thiên đồng địa phong ngấn thiên đạo vỡ nát huyền quan vĩ lưu mở cửa huyền quan vừa mở thần quang tỏa ra từ bên trong thân thể hứa ứng thiên hà nhanh chóng đổ xuống từng tòa thiên sơn sáng lên tùy hòa cuồn cuộn ngũ nhạc rực rỡ giữa thủy hỏa có một cái lô đỉnh từ từ bay lên trong đỉnh là kim đan tỏa ra hào quang rực rỡ khí huyết của hữu ứng dâng trào sau lưng hiện ra một động tiên lớn lớn nhỏ nhỏ lần lượt mở ra tổng cộng lên tới 21 tiên dược cuồn cuộn đổ tới pháp lực của hắn tăng tới một bậc cuối cùng quét sạch tất cả những uất ức mấy ngày qua do bị tên đạo phòng ngấn vào đạo chân khí của hắn liên tiếp tăng vọt nếu dùng cảnh giới tiên thiên để tính toán thời khắc này vô đạo chân khí của hắn lập tức tăng vọt từ tiên tiền tầng một ngàn tới tiền tiền tầng một vạn số tầng không ngừng gia tăng chẳng bao lâu sau võ đạo chân khí của hắn đã lên tới tầng tám chín vạn không phải hắn không muốn đếm rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu tầng mà là không đếm nổi mạnh quá trong võ đạo bỉ ngạn đám người nguyên sư đạo bị khí tức mà hư ứng tỏa ra khi giải tỏa phong ấn lòng kinh động dồn dập nhìn theo hương hư ứng ai nấy nghi hoặc không thôi lúc trước hư ứng được địch võ tiên mang vào võ đạo bỉ ngạn tiên thiên tầng một ngàn đối với người trong võ lâm thế tục hư ứng tuyệt đối là cấp bậc tiên thiên lão tổ phá tan hư không nhưng đối với những người ở bỉ ngạn như nguyên sứ đạo hư ứng chỉ vừa mới bước lên bậc cửa tu hành tuy bọn họ cũng biết trong cơ thể hư ứng có phòng ngấn phong tỏa lực lượng của hắn nhưng bọn họ không gây lực lượng mà hư ứng bị phong ngấn lại cường đại như vậy đây là na pháp hay là luyện khí bọn họ nhìn theo chỉ thấy trong chiến trường u tối hai mươi bảy tòa động thiên xoay tròn rực rỡ không gì sánh nổi tạo thành hình bầu dục hình tròn hình trăng lưỡi liềm tỏa ra hào quang mê người giữa hai mươi bảy tòa động thiên này có tiên sơn lơ lửng thiên hà đổ ngược từng tòa thiên sơn tạo thành dị tượng chư thiên thậm chí bọn họ còn thấy cánh cửa nguy nga tam bụi chân hòa tạo thành biên lửa tam bụi chân thủy tạo thành đại dương mênh mông sóng vỗ ầm ầm hình như có ngư lòng bay lượn địch võ tiên táng thường. Đây là khu vực hy di mà hắn từng nhắc tới. Nữ tử áo đỏ tên ngọc yên chi hạ giọng nói: nếu võ ná kim tu hoặc võ khí kim tu liệu có thể lên tới cực cảnh hay không? Nguyên sư đạo nói nhỏ: trước đó phải có người đi trước kiểm chứng xem võ đạo có thể thành tiên không. Mọi người im lặng. Chỉ khi tu luyện võ đạo tới phi thăng kỳ mới có thể chứng minh đây là con đường có thể đi được. Nếu không thì đi được làm sao nói tới võ na song tu hay võ khí kiêm tu bọn nọ cần một người mở đường địch võ tiền đánh mắt nhấp nháy tầm nghĩ võ đạo phi thăng chắc chắn ta sẽ làm được tiếng gầm của hư ứng vẫn không dứt được võ công trần khí cường đại ủng hộ sau lưng của hắn lại có từng tòa động thiên ầm ầm bờ ra võ đạo điều khiển thân thể đều động lực lượng lục bí khiến tù vì thực lực của hắn tăng lên tới mức cực hạn xưa nay chưa từng có kim đàn của hắn được ta muội chân hòa và tâm muội thần thủy rèn luyện tạo thành kim đàn đã tới tam muội nhưng mãi vẫn không thể đạt tới vô muội hiện giờ hắn không chỉ luyện thành võ đạo mà còn có kim đàn đại thành hưởng ứng ổn định lại khí thức quay người lại cúi đầu với vị tiền bối võ đạo đã khuất từ lâu kia hắn ưỡn thẳng eo đi về phía trước đợt rèn luyện và thử nghiệm của hắn vẫn còn chưa kết thúc hắn còn chưa thấu hiểu đạo lý của những võ đạo mà mình học được ở bỉ ngạn hắn còn cần đi sâu hơn nữa và chiến trường thái cổ khiêu chiến những quái vật mạnh hơn theo bước chân của hắn không ngừng xâm nhập mà vật xuất hiện trong chiến trường thái cổ càng ngày càng đáng sợ thậm chí có một số đã sinh ra máu thịt bám lên xương cốt cường giả thái cổ cực kỳ cường đại đối ứng thi triển các loại tuyệt học võ đạo đấu trực diện trải qua muôn vàn chiến đấu mới có thể thủ thắng còn có một số nơi cường giả thái cổ chưa tàn hết huyết nhục huyết nhục của bọn họ bị chú ý tà khí ở nơi này vấy bẩn ô nhiễm không chịu nổi huyệt ảnh không ngừng leo ra từ trong đó bám sát mặt đất nhanh chóng di chuyển gỡ ứng phát động đại nhật kim cương ấn dùng võ đạo vô thượng huyết chiến với canh giờ mới tịnh hóa được một đống huyết nhục còn có pháp bảo còn sót lại dùng tinh khí của cơn giả thái cổ xuất quỷ nhập thần giết người bốn phía là có đống xác đống xương tạo thành vực cải cốt một vực sâu do thi thể tạo thành không ngừng di chuyển còn có vô số thi thể và đạo pháp tạo thành do xoáy phá tan tất cả gặp những chuyện này hưởng ứng công nghệ do dự lập tức phát động cực ý tự tại công nhanh chân bỏ chạy tốc độ nhanh chóng tới mức vực sâu xác chết hay vòi rồng xác chết đều không đuổi kịp hắn xâm nhập chiến trường thái cổ bước qua từng thi thể cường giả võ đạo những cường giả võ đạo này đến từ võ đạo bỉ ngạn tựa như từng tấm bia lớn sàn sát tới khi cao tuổi thì xâm nhập tuyệt cảnh mở đường sống cho người đến dòng Hứa ứng ngẩng đầu nhìn lên phía trước có khí huyết của một vị cường giả võ đạo quanh quẩn trên bầu trời hắn tiếp tục đi về phía trước đột nhiên trong đống hải cốt phía trước một người đá đang bận tới bận lui vận chuyển hài cốt phân loại sắp xếp thành từng đống núi nhỏ bức tượng đá đó có cái đầu tam giác mặt mũi nhỏ to hai hàng lông mày giống như sầu gióm vẽ ngoái Hứa ứng cuối cùng người đã tới người đá kia tiếp tục bận bịu công việc của mình nói Ta ở đây chở người lâu lắm rồi. Người ứng dò hỏi, người là vị tiên thần nào? Người đã dừng lại, cười nói, ta chính là thiên ý thượng thần. Có cầu thiên ý khó dò, thiên ý như đào, chính là ta. Người đã thiên ý lại tiếp tục truyền hài cốt nói, người trở thành mối họa lớn không phải là vì ngươi cường đại đến đâu. Người thông minh dường nào, trên đời này có rất nhiều người mạnh mẽ hơn người, rất nhiều người thông minh hơn người. Người trở thành mối họa lớn, Thật ra là vì kiếp nào, người cũng không cam tâm làm người bình thường. Gã phân biệt khí thức của xương cốt trong tay, đặt xương cốt sang bên rồi nói. Rõ ràng là sâu bỏ dãy rụa cầu sinh, nhưng là không cam lòng bình thường, muốn hóa thành bướm bướm, muốn phi thăng, đó là người. Gã cảm khai nói, Phùng Nghị, Bắc Tân Tử đã làm sai, thật ra bên trên cũng sai, người như người có bị ném vào hầm phân, cũng nghĩ cách leo ra, có làm dòi bọ người cũng muốn phá kén thành bướm Người ứng không hiểu dò hỏi muốn được tốt đẹp hơn sống thoải mái hơn để không phải là ước mơ của mỗi người à người đá thiên ý dừng chân gương mặt người đá lộ ra vẻ châm chọc nói dưới thiên ý bọn chúng đều có xứng ta cho người biết cái gì gọi là thiên đạo gã cười lớn nói trong thế giới này tất cả mọi người khi chưa ra đời đã được đánh dấu tốt xấu được định sẵn tương lai có một số người vừa ra đời đã là công tử giàu sang phú quý. Có một số người vừa ra đời đã là vương hầu. Có một số người sinh ra trong chủng ngựa lều cỏ. Có một số người ra đời đã là châu ngựa. Có một số người ra đời thì nhất định chỉ có thể làm bạn với hẻo chó. Thân thể của gã càng ngày càng lớn, càng lúc càng hùng vĩ. Nắm tay của người đá đánh ầm ầm xuống người hứa ứng. Quyền phòng loan tỏa ra chung quanh, vô văn thiên đạo xoay tròn, đạo âm rung động thể hiện rõ sự hùng vĩ của trời cao. Hư ứng giờ tay đón đỡ, lực lượng tiên đạo bộc phát, khiến khí tức của hắn bị chấn động tán loạn, không ngừng lùi lại. Những người quyền cao chức trọng, ngồi trên chỗ cao sang, mặc áo gấm, dùng đồ ngon. Không có nỗi lo về bữa ăn sau này, không cần ưu phiền về chỗ ở. Các ngươi thì sao? Các ngươi ăn no bữa này, còn phải lo bữa sau. Gã xuất từng quyền nệ xuống, dưới quyền phòng của gã, thiên đạo tung hoành, phóng thích, đạo âm, phóng thích lực lượng phóng thích uy năng vô tận đánh cho hứa ứng khí tức suy yếu hết đùi lại lui các người dãy giụa trong vũng buồn, cúi người trong hố phần các người từng mình liều mạng tưởng mình ra sức học tập tưởng mình cố gắng làm việc tưởng mình khum lúm cười nịnh nọt là có thể thay đổi vận mệnh có thể leo lên chỗ cao có thể phi thăng tới tầng lớp kế tiếp à nắm đấm của người đá thiên ý giãn ra hóa thành lưỡi đào chém xuống bên dưới gương mặt người đá lộ ra vẻ mai nằm mơ thiên ý như đào chém xuống như ngọn gió hất tới chỉ trong khoảnh khắc mà hứa ứng đã thương tích đầy mình đào của người đá thiên ý kiên kẽ không một sơ hở chém đến người hắn chém đến khu vực hy di của hắn chém lên thần thức của hắn chém đến kim đan lên tinh thần của hắn người đá định dùng tên đạo đường đường chính chính để chết hắn phá hủy đạo tâm của hắn cho hắn biết thế nào là tiên uy trước khi những kẻ như các ngươi ra đời vận mệnh đã được định sẵn an bài cả đời các ngươi chỉ là sâu bỏ còn nghĩ tới phi thăng người đá thiên ý vùng đào chém xuống hứa ứng máu mè khắp người cả động thiên cũng tràn đầy vết rách gã lăn ra phía sau như cái bao tải rách người đá thiên ý thù đào thản nhiên nói hứa ứng đừng ngỗ nghịch thần linh thống trị cuộc đời ngươi hứa ứng lào đào đứng dậy cúi đầu nói một đời không thể phi thăng thế thì ngàn đời có được không hắn gần đầu lên gương mặt tươi cười đầy máu ánh mắt lại cực kỳ kiêm nghị giận dữ hét lên thân thể ngàn kiếp trở về khi huyết quán bùng nổ ở phía trước hiện lên một chữ tù khổng lồ nhưng lại là chữ tù viết bằng phù văn tiên đạo lúc này đạo văn phòng ấn đang không ngừng tàn giã sau lưng hữu ứng từng kiếp trước của hữu ứng xuất hiện cứ như đứng sừng sững trong cái hố thời không lúc này từ từ giải phóng lần lượt chui vào cơ thể của hắn Trường 183 đánh nổ thiên ý Từng bước chân một đi được ngàn dặm Từng dòng nước nhỏ mới thành sông thành biển Thân thể ngàn kiếp của hữu ứng Có người là ngư dân theo vụ mẫu bắt cá Có người là thợ may làm y phục cho người khác trồng chấn Có người là tiên sinh trong trường tư thục Có người là đồ tể, có người là thợ rèn Có người là thợ hồ Cũng có công tử giàu sang Thậm chí còn thi thoảng xuất hiện trong nhà vương hầu tướng lĩnh Nhưng bọn họ đều là phàm nhân Bọn họ bị người khác giám sát khi trưởng thành tới độ tuổi nhất định là bị xóa bỏ ký ức phong ấn tù vì cắm một đoạn ký ức mới đưa tới nơi xa lạ bắt đầu cuộc đời mới khi những phong ấn này được phá giải thành tựu của thân thể cả ngàn kiếp trước lập tức ập tới khi lực lượng nhỏ bé hội tụ lại có thể tạo thành dòng lũ khi hứa ứng tập trung ý chí bất khuất của từng kiếp lại với nhau cuối cùng cũng có dáng vẻ phá kén thành bướm người đã thiền lý kinh ngạc phù văn thiên lý lưu truyền hóa thành trường đào chém về phía hứa ứng dưới thiên đạo gia trì cho dù chiêu thức này bình thường đến đâu đi nữa cũng trở nên mạnh mẽ không thể ngăn cản huống trì thiền ý thần đạo của gã không phải bình thường thân thể ngàn kiếp của người bình thường tập hợp lại một chỗ cũng vẫn là người phàm vẫn là trong tầm điều khiển của thiền ý thiên đạo của gã chém xuống dưới đạo quang này chúng sinh bình đẳng dưới thiên đạo của gã cho dù là đại luyện khí sĩ phi thăng cũng là sâu kiến tay chân của hư ứng gặp lại mặt đất âm mầm sụp đổ tạo thành một cây hố lớn to mấy chục mẫu bàn tay của hắn vung lên trên ngạnh tiếp thiên ý thần đao vô địa pháp trong chiến thần bát pháp lực lượng bắt nguồn từ mặt đất truyền khắp toàn thân lường thêm lực lượng toàn thân bộc phát cuối cùng toàn bộ truyền tới tay phải ngay khoảnh khắc tiếp xúc với thiên ý thần đao trường lực bùng nổ người đã thiên ý chứng kiến trong ánh đào đó có phủ văn thiên đạo của mình nát vụn thiên ý thần đao cũng theo đó vỡ thành từng mảnh nhỏ Người ứng xoay người, thân thể nửa xoay tròn, phúc địa pháp, thừa cơ chuyển thành đảo hải pháp, tay phải giống như mặt biển mênh mông lên trời, lật tay chút cả biển cả vô ngẩn xuống. Người đá thì ý nâng hai tay, phù văn thiên đạo bay lượn chung quanh hai cánh tay, cười lạnh nói. Con sâu bọ nhà ngươi, ta nên ném ngươi vào trong hầm phân. Biển cả chút xuống, phù văn thiên đạo vốn phía xung quanh cánh tay của người đá âm âm đổ tung, khi hai tay của gã nghịch tiếp trưởng ấn của hứa ứng cánh tay hiện lên vết dạn chỉ chít ngay sau đó đá vụn bay tán loạn hai cánh tay của gã ầm ầm tan vỡ thành vô số đá vụn Khi huyết tinh thần của hứa ứng dùng kích khiến tới khắc này tinh thần của người đá tiền lý đờ đẫn trong mắt của gã thân thể hứa ứng trở nên hùng vĩ không gì sánh được xuất quyền đánh tới cứ như tiền vương sừng sững ngoài chín tầng trời nằm đấm mà tiền khí tuyên cổ bất hoại nện thẳng suốt người mình phiên tiền pháp hai tay của người đá tiền lý đã đất khi huyết cường đại bay lên từ trên đỉnh đầu hóa thành phù văn tiên đạo kết thành ấn pháp đối đầu với quyền phong từ trên trời bổ xuống thiên đạo ấn pháp của gã bị nắm đấm này đập tan quyền này đánh thẳng lên đỉnh đầu của gã cái đầu người đá tiền lý bình an vô sự nhưng bên dưới đầu lại vỡ nát hoàn toàn nằm ngón tay của hữu ứng khép lại nắm lên đỉnh đầu của người đá tiền ý cầm cái đầu của gã lên người đá tiền lý nến thoáng nói hứa ứng đây chỉ là một phân thân của ta ngươi đã thương phân thân của ta chẳng khiến ta đau đớn chút nào ngươi biết ta sẽ đối phó với ngươi ra sao không ta sẽ gột sạch trí nhớ của ngươi ném ngươi tới một thế giới hoàn toàn mới hứa ứng đi tới đặt cái đầu của gã lên đống xương mà gã đã xếp người đã thiền lý mặt mày hớn hở nói ta khác với lũ ngủ ngốc bắc thần tử ngọc đường phùng nghị ta sẽ bố trí tốt cho ngươi khi người vừa mới tỉnh lại là sẽ nghe kèn một tiếng Ta hóa thần thành hệ thống thiền ý xuất hiện chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ ban thưởng cho ngươi nhiệm vụ rất đơn giản đương nhiên cũng mang theo ý thích của ta gỡ ứng đặt cái đầu của gã thật ngay ngắn nhìn năm đấm của mình đang dì máu người đá thiền ý tiếp tục nói người hoàn thành nhiệm vụ mà ta bố trí cho người, ta sẽ ban thưởng cho ngươi thường cho ngươi pháp bảo thường cho ngươi từ chất ngộ tính thậm chí ta còn thưởng cho người mỹ nhân có thể phục sinh đồng đội cho ngươi ta sẽ để ngươi từ từ cường đại từ từ đắm chìm trong nhiệm vụ mà ta ban bố người nghĩ ta làm vậy là tốt cho ngươi ư ta cho ngươi niềm vui đơn giản nhất để người chồng thì cường đại nhưng thực chất đã bị mất đi trái tim cường giả mất đi ý chí hăng hái tiến thủ mất đi quyết tâm không cam chịu tâm thương gã hưng phấn nói người giống như một con gà quen được ta cho ăn nghe tiếng kèn là tới giờ dành môi mãi tới một ngày Ngươi nghe tiếng kèn này chạy tới mới phát hiện không có hạt gạo nào mà là một thành đào giết gà ngày ngày ngươi chỉ nghĩ làm sao dựa vào ta kiếm lợi không rèn luyện công pháp đạo tâm của mình không suy nghĩ về chân tướng thiên địa đại đạo cơ nghiệp vạn kiếp của ngươi sẽ bị hủy diệt trong chốc lát không thể trở thành cương giả chân chính hứa ứng hít một hơi thật sâu lùi lại phía sau một bước nhắm thẳng vào cái đầu này đánh ra một quyền người đá thiền ý còn chưa kịp nói giọng đã bị quyền này đánh nát hứa ứng vùi tay đi thẳng về phía trước thản nhiên nói hôm nay giết một phần thân của ngươi tương lai giết tới thiên đạo tiêu diệt chân thân của ngươi hứa ứng trên bầu trời lôi đỉnh đan sen đột nhiên mây đen cuồn cuộn hóa thành một găng mặt khổng lồ kéo thẳng xuống dưới tới gần hứa ứng trong chiến trường thái cổ cảm giác áp bách khó mà tưởng tượng nổi ập tới khiến người ta hít thở không thông. Hứa ứng, người sẽ hối hận vì đã sỉ nhục ta hôm nay. Vì tâm của gương mặt khổng lồ trên bầu trời nhấp nháy, thì ý trưởng đào từ trên trời giáng xuống, phá tan mặt đất, bổ thành một vực thẳm khổng lồ. Hối hận, người xứng sau Hứa ứng lắc mình né tránh thiên đào, mỗi chân nhẹ nhàng điểm lên sống của thiên đào một cái, tung người nhảy lên, gành đón gương mặt khổng lồ ở trên bầu trời, đánh ra một quyền. Trời đất chấn động, vạn đạo ngâm văng quyền này chính là pháp môn cuối cùng trong chiến thần bát pháp quy đạo pháp hắn đánh ra một quyền mà có cảm giác sảng khoái giống như nắm giữ tất cả thiên địa đại đạo trong lòng bàn tay lồi vần trên bầu trời bị xé rách gương mặt cũng tàn nát áng mây đèn bị quyền này phá hủy biến mất không còn tâm hơi quyền đó khiến cả bầu trời cũng xuất hiện một lỗ thủng lớn hơ ứng có cảm giác mơ hồ dường như năm đấm của mình đánh tới một thế giới khác đánh lên một thân thể khổng lồ nào đó trong lòng quán hơi động quy đạo pháp trong chiến thần bát pháp mạnh mẽ đến vậy sao có thể va vỡ hư không cường giả sáng tạo ra một công pháp võ đạo này còn khủng bố tới nhường nào sau khi tu thành nguyên thần hắn đã rời khỏi võ đạo bì ngạn thời gian dài như vậy hắn có thể sống sót ra khỏi nơi này không thân hình của ứng rơi từ trên không trùng xuống võ đạo khí huyết lập tức chấn động đứng ở giữa không trung y phục đón nước cuồng phong rung động phần phật hắn gần đầu nhìn đến bầu trời bầu trời đã trở lên im lặng nhưng cảm giác áp lực lại càng gia tăng một lúc lâu sau đột nhiên bầu trời bị xếp toạc ra một bàn tay khổng lồ từ trên cõi trời thỏ xuống giọng nói tức giận của thiên ý thượng thần từ một thế giới khác chuyển tới vang vọng ở trên bầu trời trên trường thái cổ hứa ứng người chọc giận ta gã còn chờ dứt lời đột nhiên một nguyên thần tóc trắng từ dưới bay lên đánh vào bàn tay cổng lồ trong bầu trời xuyên tùng cả bàn tay hứa ừ, ứng từ xa nhìn lại chỉ thấy bàn tay của tiên ý có từng mảng huyết nhục và xương vỡ bay ra máu tươi chảy đầy xuống khắp nơi bàn tay của tiên ý bị đánh về thế giới thiên đạo cuối cùng trời xanh khép lại mọi thứ yên tĩnh hứa ừ, ứng ngờ ngác chỉ thấy hào quang ở quanh nguyên thần tóc trắng từ từ thủ liễm mái tóc vật phờ cũng rủ xuống hạ xuống bên dưới hứa ừ, ứng nhìn theo hướng nguyên thần hạ xuống chỉ thấy nơi đó là điểm an toàn do cường giả võ đạo cuối cùng tạo thành. Trong lòng quán hơi động cũng hạ xuống, đi tới điểm an toàn kia. Lần này hắn phá vỡ vòng ngấn, hồi tụ thân thể ngàn kiếp, khiến thân thể cường đại đạt tới mức chưa từng có. Ở nữa theo võ đạo tiến bộ, lực lượng thân thể của hắn càng ngày càng mạnh. Hắn không ngừng vận hành thái nhất đạo dẫn công, tinh luyện khí huyết, ngừng tụ tinh thần, giúp tù vi võ đạo của bản thân càng ngày càng mạnh. Bây giờ, hắn vẫn là người có tu vi trình độ thấp nhất trong võ đạo bỉ ngạn, tu vi của mọi người trong bỉ ngạn đều tập trung ở khấu quan kỳ tầng 2. mở huyền quan giáp tích chỉ có võ thiên tồn ở trọng lâu kỳ tu thành nguyên thần còn hư ứng ở giao luyện kỳ tu thành kim đan hắn còn phải rèn luyện khí huyết tinh thần từng bước một giúp võ đạo của bản thân đuổi kịp tu vi cảnh giới sớm ngày luyện thành võ đạo kim đan võ đạo kim đan là dùng khí huyết tinh thần luyện thành khác với kim đan của luyện khí sĩ kim đan của luyện khí sĩ là dùng thần thức nguyên khí luyện thành nếu ta tiếp tục tu luyện như vậy liệu sẽ luyện thành xong đội đan không hứa ứng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu sẽ không nếu dùng võ đạo tiếp tục rèn luyện khí huyết tinh thần tinh thần hóa thành võ đạo thần thức khí huyết cũng chảy vào trong kim đan cuối cùng kim đan của mình sẽ dung đạp cả hai loại đặc tính của võ đạo và luyện khí không xuất hiện thêm một viên kim đan nếu luyện thành xong đội đan còn phải kết hợp với hai hồn phách mới có thể biến hóa thành nguyên thần trong thân thể chỉ có một hồn phách không thể có song hồn đương nhiên cũng không thể có song nguyên thần đột nhiên hữu ứng chú ý tới tâm bì khí huyết mà cường giả võ đạo kia hình thành đang di chuyển hắn tăng nhanh tốc độ nhanh chóng chạy tới nơi đó tu vi của hắn là giao luyện kỳ nhưng bản lĩnh lại không kém gì đám người khấu quan kỳ tầng hai giống như nguyên sự đạo cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể dốc hết sức ứng phó đương nhiên nếu gặp được nguy hiểm cấp độ vực sâu thi thể hắn cũng phải tránh né cũng may tốc độ của cực ý tự tại công nhanh chóng tuyệt luân cho dù nguy hiểm nhường nào hắn cũng có thể né tránh không lâu lắm gỡ ứng đuổi kịp luồng khí huyết di chuyển kia dưới khí huyết từng ông lão tóc trắng xuất thủ khắp bốn phường tam hướng tịnh hóa ma vận hoặc là tà vật ven đường quả nhiên là võ thiên tôn gỡ ứng đi thẳng về phía trước tới bên cạnh ông lão nhưng lực lượng của ông lão tóc trắng xuất kích xung quanh là võ đạo tinh thần mà võ thiên tôn hiện hiện tạo thành vừa rồi võ đạo nguyên thần tập kích bàn tay thiên ý thượng thần để thiên ý về thế giới thiên đạo chính là lão tuy cảnh giới của lão là trọng lâu kỳ vừa tu thành nguyên thần nhưng tù vì võ đạo cao thầm khó lường là người duy nhất có cảnh giới bất kịp người sáng tạo ra chiến thần bát pháp hứa ứng đi tới chào hỏi nói đã tạo võ tiên tôn tương trợ ông đạo áo trắng đáp lễ tiền tây mà thôi không cần cám ơn vị thiên ý tượng thần kia đúng là không biết xấu hổ đánh phần thần tảng đá của hắn hắn lại phái thêm hóa thần thiên tượng hóa thần thiên tượng bị người đánh tàn hắn lại mặt dày cho chân thần xuất kích ta không nhìn nổi nữa mới đánh hắn về ngựa ứng khâm phục không thôi đi song song với lão nói võ thiên tồn nhận ra phủ văn thiên ý ở trên người thiên ý sao võ thiên tồn lắc đầu ngựa ứng kinh ngạc không nhận ra phù văn tiên đạo thì không thể nhìn ra được nhược điểm của nó làm sao đánh xuyên bàn tay của thiên ý thượng thân được võ thiên tôn giơ cánh tay ra vén tay áo để lộ ra cờ bắp căng cứng ở trên cánh tay nói chỉ cần lực lượng đủ mạnh thì cách gì mà chẳng đánh nát được một đòn là thùng lao kéo cánh tay xuống về mặt ôn hòa lễ độ cười nói uống chỉ ta không biết phù văn tiên đạo thì không thể nhìn ra được nhược điểm của nó hay sao ta luyện được võ đạo thiền nhãn tuy không biết phù văn thiên đạo, nhưng hắn vừa ra chiêu là ta lập tức nhìn ra điểm yếu. Chọn chỗ yếu đánh vào thì chỉ một quyền là nát, có thể phá vỡ thế công của đối phương. Hứa ứng cực kỳ khâm phục, thỉnh giáo lão về võ đạo thiên nhãn. Võ thiên tôn nói, tu thành nguyên thần thì sẽ tự thành, không có pháp môn vận công gì đặc biệt. Hứa ứng dò hỏi, võ thiên tôn không ngờ bị ngạn, một mình đánh tới đây làm gì? Ông lão tóc trắng nhìn về phía trước, buồn bã nói tuổi thọ của ta không còn nhiều ở lại võ đạo bỉ ngạn chờ chết chẳng bằng dứt khoát học theo tiền nhân đi lên con đường này tiếp tục tới đích lão mỉm cười nói tiếp con đường này là đường mà người sáng tạo ra chiến thần bát pháp đã đi hắn đi tới đầu vẫn là một cầu đố nhân lúc bản thân còn cử động được ta muốn tìm đường cho người đến sau những ông lão mà người đã thấy dọc đường cũng là những người đã đi theo con đường này lúc lâm chung trở thành tấm bìa đặt ở dọc đường gợ ứng im lặng một lát rồi nói võ tiên tôn có chào từ biệt nhóm người địch võ tiên không ông lão tóc trắng nói ta không muốn tăng thêm nỗi buồn ly biệt chẳng bằng lặng lẽ lên đường đợi tới lúc bọn họ phát hiện ra rồi chỉ thấy tiếc nuối chứ không đau khổ không ảnh hưởng tới đạo tâm của bọn họ tuổi thọ của lão sắp tới điểm cuối khi hứa ứng mới tới bỉ ngạn lão đã nói mình chỉ sống được có mấy tháng lão cố thêm hai tháng sau khi hứa ứng học xong tuyệt học võ đạo ở bỉ ngạn đi vào chiến trường thái cổ rèn luyện lão mới rời khỏi bỉ ngạn cũng mang ý bảo vệ hứa ứng võ thiền tồn phong độ nhẹ nhàng áo bào trắng phấp phới đi lại trong chiến trường thái cổ ma quỷ này giống như vào chỗ không người tù vì võ đạo của lão quá cường đại cho dù già cả tuổi thọ sắp tới điểm cuối cùng nhưng thực lực không hề có dấu hiệu giảm sút lão cực kỳ ít khi xuất thủ chỉ dựa vào tinh thần hiển hóa là có thể gạt bỏ đám ma vật u ám dọc đường nhưng khi võ tiền tôn xuất thủ thì lại cực kỳ khủng khiếp hứa ứng chứng kiến huyết nhục thần ma của thái cổ hình thành vực sâu thi thể bị ông lão này xuất quyền dẹp yên tàn niệm thần ma hóa thành vực thẳm ma quái cũng bị một trường của ông lão xuyên thủng dưới võ đạo quyền ý bất cứ ác liệm nào cũng tàn giã giống như bằng tuyết ông lão này không biết mỏi mệt khí huyết mênh mông như đại dương giống như vĩnh viễn không hào hết phù văn thiên đạo võ thiên Tuôn dùng ấn pháp võ đạo chấn vỡ chất niệm trong một bộ xương khô gợi ứng đi tới quan sát không khỏi giật mình trên hài cốt này có ấn ký của phù văn thiên đạo đây là phù văn của thiên đạo sao võ thiên Tuôn cũng thấy hiếu kỳ đi tới nói trên người đám ma vật mà chúng ta tiêu diệt mấy năm nay cũng có rất nhiều dấu ấn như vậy ngựa ứng nghi hoặc không thôi võ đạo mạnh đến vậy sao còn có thể hủy cả dấu ấn của thiên đạo sao hắn ưỡn thẳng người quan sát chiến trường cổ thái sơ lầm bầm nói rốt cuộc chiến trường cổ này đã xảy ra chuyện gì vì sao có nhiều thiên thần táng thân ở đây như vậy bọn chúng là thiên thần võ thiên tôn nghi hoặc sao lại yếu vậy hứa ứng đi theo võ thiên tồn tới phía trước phía trước càng ngày càng nguy hiểm Vì lực của thiên đạo cũng càng lúc càng mạnh hứa ứng gần đầu nhìn lên đã thấy trên sườn đồi phía trước có treo một thi thể một món bình khí không trọn vẹn xuyên có lồng ngực của thi thể cầm nó trên đỉnh núi điểm kỳ quái là thi thể của thiên thần khác đã bị mục nát chỉ còn xương cốt nhưng thi thể của thiên thần này vẫn còn giữ được huyết nhục sắc mặt của võ thiên tôn nghiêm nghị ẩn lên nắm tay lấy hứa ứng đang định đi tới thì trầm giọng nói tên này rất mạnh chương 184 nếu có ánh sáng hứa ứng dừng bước nhìn về thi thể ở trên sườn đồi trong lời nói của võ thiền tồn có hai phần ý tứ. Tầng thứ nhất là thực lực của thi thể này không thể coi thường. Ý thứ hai là thi thể này có uy hiếp đối với bọn họ. Thi thể trên sườn đồi như cảm ứng được ánh mắt của họ, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía họ. Võ thiền tồn nhanh chóng bước tới, ngăn ở trước mặt hứa ứng. Phía trước hư ứng bùng lên tiên quang. Ngọc Vũ Quỳnh Lâu xuất hiện, chỉ trong khoảnh khắc giống như từ quỷ vực truyền tới thiên đình, khắp nơi đều là cảnh sắc lộng lẫy, hắn cảm thấy bản thân tiến khí bồng bềnh từ chân đến đầu đều là sảng khoái cứ như bản thân đã thành đạo hồn phách thần thức quyền khí thân thể tự tại như đạo đây là tiên ư hắn vừa nghĩ đến đây bên tài bỗng vang lên tiếng giống kinh thiên động địa tiên cảnh theo tiếng giống mà tàn giã lại trở về chiến trường thái cổ như quỷ vực tầm mắt của ứng khôi phục bình thường lập tức chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp thi thể bị ghi ở trên vách đá sắc mặt âm mưu mái tóc sinh trưởng điên cuồng búa lên như kiếm đâm về phía bọn họ nếu không phải võ tiên tôn ngăn cản ở trước mặt hứa ứng có lẽ ngay khi rơi vào huyễn cảnh hắn đã bị mắc lửa từng sợi tóc sắc bén vô cùng lướt qua một món thần binh cách đó không xa món thần binh đó qua bao năm tháng vẫn không bị ăn mòn nhưng khi sợi tóc lướt qua lại đứt thành hai nửa hứa ứng thấy mà ra đầu tê dại đột nhiên sau lưng võ tiên tôn hiện lên thập nhị trọng lâu anh kim bùng lên nguyên thần và thân thể hòa làm một vùng quyền đánh về phía sợi tóc không gì không cắt được kia. Những sợi tóc kia đâm vào nắm đấm của ông ta, chui vào da thịt, đột nhiên nâng ông ta lên, kéo ông ta về phía vách núi. Võ thiên tôn phất tay chặt đứt sợi tóc, thân đỉnh đã tới trước mặt thi thể kia. Thi thể kia há miệng giống lớn, chấn động tới mức cả mái tóc lẫn lông mày trắng phau của võ thiên tôn bay phấp phơ ra phía sau da mặt bị chấn động tới mức tạo thành gợn sóng cùng lúc đó giữa mi tâm thi thể có một bóng người mờ ảo bay ra lộ ra diện mạo và nửa người trên chui vào mi tâm của hắn tìm thế thân hứa ứng lập tức nhận ra pháp thuật của đối phương đây là tiếng giống gây rối loạn tâm thần nhân lúc tâm thần của đối phương bất ổn đổi chỗ của bản thân vào đối phương ngay lúc thân hình mơ hồ kia mới bay ra nửa người nắm tay với gân xanh gủ lên trên từng khớp xương đã đấm thẳng vào mặt của thân hình mơ hồ kia hứa ứng thấy ông lão tóc trắng đánh ra từng quyền một hùng hằng nện lên mặt của thi thể kia đập bẹt diện mạo của thi thể đập tới mức máu bắn ra khắp nơi nhưng máu bắn ra lại tỏa ra tiên quang rơi xuống đất lại mọc thành cỏ còn tỏa ra gương thơm nhưng cho dù võ tiên tôn hùng hằng đấm không biết bao nhiêu quyền thi thể kia từ lúc nào cũng khôi phục như lúc ban đầu trong thi thể như ẩn chứa hoạt tính vô cùng vô tận tự động khôi phục thân thể khi nắm đấm của võ tiên tôn chìm vào mặt của thi thể ông ta đột nhiên rút nắm đấm ra giơ hai tay cắm lên mảnh dao trong ngực của thi thể ra sức đầm tới mảnh dao ầm ầm đâm vào trái tim của thi thể cắm vào càng ngày càng sâu thi thể há miệng gào thét đau đớn không chịu nổi thậm chí dưới mảnh dao hiện lên từng bóng người mơ hồ như muốn bay ra võ tiền tôn buông tay tung người nhảy xuống vách núi trở lại bên cạnh hứa ứng lau vết máu trên cánh tay nói tên này thật sự rất mạnh ta không thể giải quyết được hứa ứng trợn trừng hai mắt nhìn ông ta với vẻ khó mà tin nổi. Võ Tiên Tôn không hiểu. Võ Tiên Tôn, có thể đây là thi thể của tiên nhân, vừa ứng là nên thất thành. Võ Tiên Tôn lắc đầu, tiên nhân, không thể nào. Hứa ứng giải thích, trong thời thái cổ, tiên nhân không mạnh lắm, khi đó phi thăng còn rất đơn giản, thiên kiếp lớn nhất cũng chỉ có 50 dặm chung quanh, tức là đường kính cứ 15 dặm. Thiên kiếp cỡ này, không khéo cả ngày bây giờ cũng có thể vượt qua được. Võ Thiên Tôn lấy làm khó hiểu. Nếu như trước đây tu vi của ta là có thể phi thăng thành tiên sao, thế thì bây giờ lại không thể à? Câu hỏi này của ông ta khiến hứa ứng cũng không biết nên trả lời thế nào. Cần cứ theo những gì mà hứa ứng biết trong thời thái cổ, mọi người tu luyện độ kiếp, thiên kiếp dựa theo vận kiếp số của mỗi cá nhân, quy mô có lớn có nhỏ. Nhưng không biết từ lúc nào, thiên đạo bắt đầu điều chỉnh thiên kiếp, dựa trên thực lực của người phi thăng lần trước, dẫn tới người độ kiếp phải mạnh hơn người phi thăng trước đó mới có thể vượt qua được thiên kiếp. Từ đó trở đi, từng người phi thăng không ngừng đẩy độ cao của thiên kiếp lên, cuối cùng dẫn tới siêu cấp thiên kiếp, gấp trăm ngàn lần thiên kiếp bình thường xuất hiện. Sau khi phi thăng giả cuối cùng đi khỏi, không ai có thể phi thăng được nữa. Phi thăng giả cuối cùng hại chết tất cả mọi người, cũng khiến cho luyện khí sĩ xuống dốc, na sức quật khởi. Hứa ứng thuật lại đại khái mọi chuyện mà mình biết, nói cả suy đoán của mình ra. Sau đó có một số luyện khí sĩ có ý đồ xấu xa, xuyên tạc na pháp, câu cá ăn người, dựa theo cách này tăng cường thực lực, kéo dài tuổi thọ. Hiện tại cả luyện khí sĩ lẫn na sư, ai ai cũng cảm thấy bất an. Võ Thiền Tôn tiếp tục đi về phía trước nói, Đáng tiếc, tuổi thọ của ta đã không đủ, không thể tới thế giới mà người nói. Ta rất muốn chuyển thụ võ đạo tới đó, giao tinh thần thượng võ xuống dưới. Nếu quyết trí tiến thủ, cho dù không thể phi thăng nhưng cũng có thể sống thật uy hoàng khi huyết của ông hơi có dấu hiệu suy sụp khiến hư ứng tầm giật mình thần là cường giả tu thành võ đạo nguyên thần bản thân chính là thần linh có thể khống chế tất cả khứa huyệt trong cơ thể phong bế bản thân khiến tình khí thần không tàn mát không xói mòn luôn luôn nằm trong trạng thái đỉnh phong nhưng khi huyết của võ thiên tôn xuất hiện dấu hiệu xa rút cho thấy ông bắt đầu sai lầm trong việc khống chế thân thể thân thể của ông đã biến chất Võ Thiên Tôn cười to. <cười> ta muốn tới thế giới mà người nói, dùng lắm đấm, đánh đổ đầu mấy lão giả câu cá kìa. Nhưng thời gian không đợi ta, nếu sớm tới mươi năm thì tốt biết bao. Ánh sáng trong mắt của ông ngàm đạm, cho dù không muốn thừa nhận mình đã già, không muốn nhận thua, nhưng rốt cuộc thân thể này vẫn già rồi. Chiến trường thái cổ này có bí mật rất lớn, nó khiến người của thái sở thế giới không thể tu hành. Võ Thiền Tôn đi lên phía trước, phát giả võ đạo tinh thần cường đại, hóa thành từng bóng người quét qua xung quanh nói, nó khiến chúng ta không có bất cứ thiên địa nguyên khí, thiên địa linh lực nào, chỉ có thể dựa vào thân thể mình, nắm đấm của mình, tinh thần của mình để sống sót. Ta không phải thiên tôn, không gì không làm được. Khí huyết của ông bắt đầu suy yếu, hứa ứng chứng kiến phía sau của ông có khí huyết phất phơ, giống như cát bụi tan vào trong gió. Ta không thể nào tăng cường võ đạo đến tức cực hạn, cô không thể nào xua tàn bóng tối, không thể nào ngăn cách cõi âm sầm lấn. Thậm chí ta không thể thăm dò chân tướng của chiến trường thái cổ này, không thể giải quyết nan đề không có thiên địa nguyên khí. Giọng nói của võ thiên tôn vẫn còn đang vang dội, đi lại vẫn trầm bồn, tinh thần vẫn như lửa, càn quét khói mù và ma vật xung quanh, nhưng sau lưng ông khí huyết càng lúc càng trôi đi nhanh hơn gỡ ứng đuổi theo ông võ thiên tôn có lẽ ta có thể tầm long định vị cho ngươi giúp ngươi tìm được thân thể lục bí chỉ cần ngươi mở được bí tàng đế hoàn ở trong lục bí là có thể cầu lấy tiên dược võ thiên tôn tiếp tục đi về phía trước giọng nói vang vọng gỡ đạo hữu tinh thần khí huyết hồn thể của võ giả hợp làm một chặt chẽ tới mức không thể tách rời Khoảnh khắc người thấy khí huyết của ta trôi đi, chứng tỏ hôn phách của ta cũng đang già yếu. Thân thể của ta cũng dần dần tử vong. Thân thể lục bí có lẽ không thể ngăn cản ta suy vong. Bước chân của ông ta càng lúc càng nhanh, cứ như muốn đuổi theo thời gian, định đi tới nơi xa hơn, dựng một con đường coi là an toàn cho người sau. Ông ta đã là người mạnh nhất trong võ đạo. Ông hy vọng dùng thời gian cuối cùng của mình để làm được nhiều chuyện hơn nữa. Hứa ứng phát động cực ý tự tại công cuối cùng cũng đuổi kịp ông đột nhiên tung người nhảy lên chui vào khu vực hy di của ông hắn ngào dù trong cơ thể của võ thiên tôn tìm kiếm bí tàng đế hoàn trong lục bí trong cơ thể của võ thiên tôn khí huyết giống như vầng mặt trời nóng tới khó mà chịu nổi Hứa ứng chui vào biển lửa hắn bay qua thập nhị trọng lâu vượt qua giao trì thần kiều còn đang phong tỏa bay có cỏ nhật nguyệt cuối cùng hắn cũng tìm thấy hỗn độn hải hỗn độn hải của võ thiên tôn là hỗn độn hải đáng sợ nhất mà hứa ứng từng thấy sóng cao vạn trường khí huyết hỗn độn khủng khiếp xé tan tất cả mang đầy ký thức hủy diệt còn đây hoàn đã trở thành một thiên cầu chân áp hỗn độn hải khi nó chuyển động cả hỗn độn hải cũng bị cuốn theo quay tròn thành hỗn độn thiên cầu này hứa ứng từng thấy hỗn độn hải của trúc thiền thiền trúc thiền thiền cưỡng ép tù vi của bản thân trong phạm vi khấu quan kỳ hỗn độn nê hoàn của nàng đã khủng khiếp tới mức vì lại phòng cũng khó mà mở ra được chỉ e đi hoàn cung của võ thiền tôn khó mở gấp mười 10, gấp trăm lần trúc thiên tiền võ đạo đương nhiên cường đại nhưng võ đạo không thể vận dụng pháp bảo như luyện khí sĩ cũng màng ý nghĩa nê hoàn của võ thiên tôn không cách nào mở ra được gợi ứng khôi phục bình tĩnh lấy ra bình ngọc mà mình cất kỹ đổ một chút nguyên đạo tinh tụy vào trong khu vực hy di của ông nguyên đạo tinh tụy lan tràn khiến cơ thể của võ thiên tôn tỏa ra mùi thơm ngát của tiên đạo linh căn gợi ứng bay ra khỏi khu vực hy di của ông âm thầm truyền một chút trường sinh tiên dược thu được từ nơi hoàn động tiên của mình vào bên trong cơ thể của võ thiên tôn khí sắc của võ thiên tôn cũng khá hơn nhiều sắc mặt của ông từ từ hồng hào giọng nói vang dội cười nói quả nhiên hứa đạo hữu có phường thuốc tốt Ngựa ứng nhìn khí huyết vẫn đang tiêu tán sau lưng ngông trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề thân thể nguyên tần của võ thiên tôn đồng thời tiêu vong tốc độ càng lúc càng nhanh nguyên đạo tinh tụy và trường sinh tiên dược không thể cứu vãn được tính mạng Vị tiền bối sáng tạo ra chiến thần bát pháp từng đặt chân đến con đường này chắc chắn đồng ấy đã đi xa hơn ta võ tiên tôn nhìn về phương xa cười nói ta nghe truyền tuyết cổ xưa ông ấy trẻ hơn ta cũng giỏi hơn chắc chắn đồng ấy có thể ra khỏi nơi này chắc chắn là vậy ngựa ứng phát hiện ra tình khí nguyên thần của ông cũng bắt đầu rối mòn vội vàng điều động hồn phách tiên dược lấy từ bí tàng dũng tuyển ra truyền vào cơ thể ông nhưng ngoài tinh khí nguyên thần, võ đạo thần thức và sức lực của Võ Tiên Tôn đều đang suy yếu, có mà dừng được. Hư ứng điều động hết tiên dược của Ngọc Trì Hoàng Đình giáng cung truyền toàn bộ vào cơ thể của ông, nhưng cũng chỉ là tạm thời trì hoãn, tốc độ tiêu vong của Võ Tiên Tôn càng lúc càng nhanh. Không bao lâu sau, tốc độ tiêu vong sẽ vượt qua tốc độ được truyền tiên dược của Hư ứng. Võ Tiên Tôn cũng thấy cấp thiết, mang theo Hư ứng lao đi nhanh hơn, xông thẳng về phía trước bất luận trên con đường có ma vật gì cũng đánh cho vỡ nát ông xông thẳng tới càn quét tất cả dọc đường đi dễ như chở bàn tay đánh đầu thắng đó ông phát huy ra tình nghĩa võ đạo tới mức tận cùng đây là trận chiến thống khoái nhất trong cuộc đời của ông cũng là trận chiến mạnh nhất ông biến giờ học của bản thân thành lưỡi đào thành ánh kiếm đem cả lĩnh ngộ của mình dùng quyền cước làm bút lấy khí huyết làm mực vùng ra một cách sùng sướng ông muốn dùng tinh mạng mình lưu lại một trang viết nổi bật trên thế gian này phía trước tiền quang lấp lánh hào quang lóa mắt quét sạch không khí mờ mịt cõi âm về chiến trường thái cổ gỡ ứng theo võ thiên tồn đi tới nơi đó bọn họ đi vào một ngọn núi cổ xưa trên núi chảy đầy đá ngũ sắc sáng tới lóa mắt ngọn núi quá khổng lồ không biết chu vi bao nhiêu quay phòng âm trầm từ trên núi đổ xuống tạo thành một bức tường gió quanh quanh ngọn núi tiêu hủy thân thể người phá hủy hồn phách người bốn phía xung quanh bức tường gió là vô số giường trắng, bọn họ là cường giả chết ở trong bức tường gió này. Còn trên núi, từng thi thể lặng lặng lơ lửng ở trên bầu trời, bọn họ tỏa ra tiên quang mông lung, thánh khiết không gì sánh được, khiến nơi đó tươi đẹp như tiên cảnh. Hứa đạo hữu, nhìn kìa. Võ Thiên Tôn mỉm cười, giơ tay chỉ một hướng khác của ngọn núi. Hứa ứng nhìn theo ngón tay của ông, thấy một số quỷ hồn lơ lửng, còn trên bầu trời phía sau quỷ hồn xuất hiện một vực thẳm ở trên trời, qua ánh sáng từ trên đó chiếu xuống gợi ứng thầm vui mừng. Vực tiên nhân, võ thiên tôn là vực tiên nhân. Bên cạnh hắn, nụ cười của võ thiên tôn cứng lại, khí huyết của ông tán loạn như thì triều. Tạo thành một màu đỏ tươi sau lưng ông, lơ lửng phía sau giống như chiếc áo choàng bầu đỏ. Ta sẽ yên nghỉ ở đây, chỉ hướng cho các người. Ông chút hơi thở cuối cùng, vô đạo tinh thần bay lên khỏi đỉnh đầu, tạo thành một ánh sáng rực rỡ trên không trung, ngơ ứng nhìn lên đường ánh sáng rực rỡ này trong lòng thầm nhủ có một số người sống thành đuốc lường. hắn lại nhìn sang ngọn núi bên cạnh đuốc của võ thiên tôn sáng như vậy nhưng đứng ở trước ngọn núi này có vẻ cực kỳ nhỏ bé ngọn núi lớn phủ đầy đá ngũ sắc này có rất nhiều thi thể tiên nhân trôi lơ lửng trên không trung giống như đám người đuối nước lặng lặng trôi nổi ở trên mặt nước không nghề nhúc nhích chắc chắn nơi đây đã xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ khiến cho tiên nhân vẫn lạc ngơ ứng nhìn ngọn núi đó tiền thi lơ lửng ở nơi đó khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc hắn từng gặp tiền thi tương tự khi thiên nhân cảm ứng khi đó hắn nhìn thấy tiền thi lơ lửng trong một con mắt khổng lồ quả nhãn lấp kín cả vực sâu có lẽ bí ẩn thái sở thế giới không có thiên địa nguyên khí nằm ở ngay trên ngọn núi ngũ sắc này hắn thầm dù trong lòng đột nhiên trong núi có hào quang lóe lên trong hào quang vang lên tiếng long ngâm hổ gầm hình tài nhấc ốc mặt đất cũng bị chấn động tới mức trung chuyển. Hệ trường 184, cảm ơn và hẹn gặp lại chương trình.